Ngày 25 tháng 3, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Phạm Thái, kẻ đâm chết anh Nguyễn Trường Thọ, về tội giết người. Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, sự việc xảy ra vào chiều ngày 24 tháng 3, sau khi nhậu với bạn tại nhà, Thái đã mang theo một con dao Thái Lan đến nơi làm của anh Nguyễn Trường Thọ, cùng địa phương. Tại đây, Thái đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực anh Thọ, thấy anh Thọ bỏ chạy, Thái đã đuổi theo để đâm tiếp, rồi sau đó rời khỏi hiện trường. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thọ đã tử vong ngay sau đó.